Hello, xin chào cô chú anh chị. Con đường mới vừa hoàn thành là Hưng Trần quay video là để báo tin vui cho mọi người biết là ở phương xa. Cái con đường bề ngang của nó là 2m, bề dài của nó là 20m. Bắn ngay thẳng ngay chỗ nhà của cậu thì hôm nay là cậu ra được mặt tiền đường cô chú anh chị ơi. Quá quý rồi. Thì ở phía trong là có cô đang thắp nhang cho cậu, là mừng nhà mới của cậu có một cái con đường rất là quý luôn. Nghe một cái thông tin rất là đặc biệt. Thông tin gì đâu mà nghe nói là anh Vũ Lân với Bình Tinh sắp đến cô chú anh chị ơi. Không có sao đâu, ok, hơn chừng nhẹ hiều à, có 70kg à. Từ lúc mà lên cậu thành giờ thành 75-80kg. Đó, cô dạy lại 8 phương trời, 10 phương Phật của chú anh chị ơi. Đó. Anh hùng khuất mặt khuất mày nơi đây, chiến sĩ độ cho cậu. Có một cái con đường mới. Hơn chừng nghe nói là cái con đường này là làm tới 10 tỷ. Tiểu là được phép đến ở trong đây ngày đêm nha, còn anh đây tốt là chiều 7 giờ là phải ra. Đường hết. Đường gì mà làm 10 tỷ, giang hồ đồn ghê vậy trời. Đường đi đồ làm phụ á. Thôi thôi. Không có, đường này nghĩ là 9 tỷ rưỡi thôi chứ ai mà đồn tới 10 tỷ chứ. Đây là cuối giờ rồi cô chú anh chị ơi. Thực sự mà nói anh em công nhân cũng nghỉ hết rồi. Anh Trần nói vui cho mọi người giải chết thôi. Thực sự là hôm nay dở rạp là Hưng Trần rất là buồn luôn. Rồi cuối ngày là con đường nó cũng sắp hoàn thành này. Thì cái niềm vui với nỗi buồn nó lẫn lộn với nhau. Ngày mai bắt đầu mấy ảnh làm tiếp 1/5 còn lại. Đó, đá cũng để sẵn rồi. Bắt đầu là cô châm dầu cho cũng cái sự kiện này rất là đặc biệt luôn. Cậu có một con đường với lại cái hai nữa rạp dở ra thoáng mát gì mà anh Vũ Lân cũng là đến nữa, rồi Bình Tinh đến nữa thì là sự kiện nó thêm long trọng mà nó vui cả nhà, giống như là thấy được cái ngôi mộ mà nó thật sự là sau 3 tháng hơn 3 tháng mấy nay mới thấy được cái ngôi mộ. Phía trong là chính giữa là ngôi mộ. Dạ con chào cô. Phía bên ngoài là có 4 cái lưu. 4 cái lưu là tượng trưng cho là đó, 4 cái cây đó. Chào. Qua duyên mà để rạp là hết năm nay luôn, khán giả là vẫn còn đến. Đúng không? cũng tin đó, đó đúng đó chứ. Bây giờ mọi người có đồng ý thì mọi người comment xuống nha, là có một chị đó gái tên là Út, chị muốn là từ đây tới cuối năm là ngày nào cũng tới hết, thì mọi người đồng ý đến chứ. Hơn chừng là nhiều khi post video lên trên mạng cứ nói là cần cần rồi, hơn chừng không thích. Người ta nói cần cần đồ không thích mà có dính líu với cậu Vũ Linh là chịu. Kênh kênh của cậu thì chịu hả? Nhưng mà kênh kênh người khác là không chịu không? Không? Thì cậu là mãi đỉnh. Mọi người ơi, thì chính người mười ý, ai muốn nói gì nói thôi, cuộc sống xã hội mà chỗ nào cũng có người ghét người thương hết. Đúng rồi. Mình làm đúng người ta cũng ghét nữa, mà nhiều đúng khi rồi. Mình làm sai người ta cũng thương, người ta cũng khen nữa. Mình đến đây để cho cậu vui cái nha. Để cậu không có cô đơn nha. Thì cậu là nghệ sĩ mà mỗi lần mà cậu đi hát á là phục tùng của cậu là gồm nó có trợ lý nè, với mấy người nữa, một cái đoàn của cậu là 4-5 người chứ đâu phải là lúc nào cậu đi hát là một mình cậu đâu. Thì bây giờ á là cậu nằm đây thì cũng phải là có rất là nhiều người đến. Nói thật sự nói bốn cái chậu mà giống như hình là 4 cái lu cổ mà giá trị nó 100 triệu, bây giờ đặt lên rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Rồi báo tin vui cho mọi người luôn, hôm nay xuất hiện một cái người đẹp rất là lạ luôn, kỳ lạ cái chỗ là người đẹp đang đem bông đi bỏ nước vô. Hôm bữa người đẹp xỉu lên xỉu xuống cô chú anh chị ơi, hôm nay tỉnh lại rồi.
thêm like nữa đi, chẳng 4 like của chị ơi. Mọi người ơi, cái tiếc chi mà cái like, mọi người cứ đưa cái ngón tay lên cái người chọt ngay chỗ đó thì nó thành cái like. Còn mọi người ghét á thì mọi người đưa cái tay xuống, mọi người chọt cái ngón tay chị xuống. Thương một người của năm lên cho một like. Không có lao nữa, Út mới lao rồi giỏi rồi phải không? Cảm ơn nha. Cho cảm ơn. Like là chẳng muốn like mày ơi. Cái gì đang tại là mấy anh em like nhiều vào. Đang chuẩn bị lao chùa nội lậu. Lao sữa người nhà ra. Cho cái đồ con đang xuống không lao đến anh đi luôn tới. Để Út nghe cho cậu nha. Có gần thành nha. Mà chắc chắn anh Vũ Lân với là Bình Tinh sẽ tới không chị? Chắc chắn luôn. Đó, thấy chưa? Rồi có thông tin. Có thông tin là chắc chắn luôn nha cô chú anh chị ơi. À, vậy là mừng quá trời luôn. Hơn chừng từ sáng giờ đợi anh Vũ Lân với Bình Tinh lên để chia vui với ảnh rồi có cái con đường. Ngày mai thì cũng thông báo với quý vị luôn nha. Con đường này hoàn thành xong á thì ngay chỗ mộ cậu cũng phải là lót lại những cái tấm gạch nữa. Tại vì ngay chỗ cái mộ cậu cũng chưa có làm xong gạch. Chưa chồng phải không? Út tưởng con chó rồi á. Ở đây là Út chưa chồng rồi cô chú anh chị ơi. Thì Út ai ở trên mạng ai muốn làm quen Út rồi sẵn qua là cơ duyên của cậu Năm Vũ Linh thì đến với Út luôn. Giới thiệu cho Út luôn. Qua có người hâm mộ vô thắp nhang rồi kìa. Đó, ở phim này có người hâm mộ vô thắp nhang. Cho Hạnh nha, ai ghét thì ghét, để mình sống đúng lương tâm mình thôi. Ai muốn chửi mình cần cần chạy tại mình yêu thương cậu á mình tới chứ không phải nhất thiết là qua YouTube. Có mới đếp mười đếp kêu hoàng chị chứ nhỏ tuổi hơn tôi nha. Đại đi muốn kêu gì kêu. Trời sanh năm mấy? Sanh năm mấy? 78, tôi 82 lớn hơn chú 78. Này có cô vô nè cô chú anh chị ơi. Con chào cô. À, cô vô thắp nhang đi cô. Hiện tại là được 4 like. Biệt đội YouTube đang lao mộ cho cậu nha cả nhà. Cô vô mộ 6 người thẩm sát Bình Phước phải không cô? Hả? Cô vô mộ 6 người thẩm sát Bình Phước phải không? Hay là cô vô mộ nào? Vô trong Linh Hoa Tệ Đàn á. Linh Hoa Tệ Đàn coi lại di ảnh của cậu hả? À đúng rồi. Chưa ở đâu? Chỗ mà chứa di tích của cậu đó. Xa lắm. Cậu 6 người cũng chưa ở nằm đây hả? Thằng kia kìa. Kế mộ của vợ Vũ Mùi Dâu á. Vũ Mùi Dâu á. Lai chút nữa đi xuống. Nãy giờ hỏi vợ Vũ Mùi Dâu là ai chút nữa đi con. Đi thẳng đây là xuống hoài luôn là xuống tới mộ của chú Vũ Mùi Dâu nha. Vợ chú Dũng như nó lộn gì nói vậy. Hôm nay vợ rạp là nó hơi nắng rồi cô chú anh chị ơi. Thì thật tình nói lần này nắng là muốn xỉu luôn chứ không phải là đơn giản đâu. Tình thương của cậu với lại cái thứ hai nữa cũng vì công việc. Vậy lên thôi cô chú anh chị. Nắng lắm. Chú và con. Con mấy tuổi rồi con? 10 tuổi. Đứa con lên đây luôn. Nhà gần đây hay cái gì à con? Nhà Long An. Qua wow, Long An đi qua luôn hả? Long An đi qua. Đi về ngoại chơi đi ngang đây nè. Ngoại ở Bình Phước, ngoại đây. Dạ. Cái ngoại xuống rước luôn ghé đây nữa. Dạ. Cô đi hôm nay lần này là ba. Cô hôm nay thấy vợ rạp rồi cô thấy như thế nào cô? Hơi nắng. Nắng lắm cô chú anh chị ơi. Ờ nắng. Thì ở bên phía bên trong là cuối giờ là bắt đầu lao mộ cho cậu rồi cô chú anh chị. Lao mộ dọn bàn thờ. Con đường này 9 tỷ rưỡi đó. Cô,
Có người nói con đường trước mặt nhà cậu 9,5 km, cô tin không? Anh Ngọc cho em một quãng đó. Cô hết cạn lời luôn. Anh ông anh nói là có khán giả, có người nói cái con đường của trước nhà đây, trước chỗ chú là 9,5 km. Cô tin không? Mặt tiền 9,5 km. Mặt tiền 9,5 km. Ba lô đất rủi, giờ tiền không đó. Đất Bình Dương, hoa viên Bình Dương giờ lên giá kinh khủng lắm nha cô chú anh chị. Ngày xưa rẻ lắm mà bây giờ từ lúc mà nhiều người đi. Chôn rồi nghệ sĩ về đây nữa đất ở bưng hoa viên Bình Dương lên giá ghê lắm. Bưng được bao nhiêu người một đó. Chỗ có khi là mấy trăm triệu luôn. Chỗ nào rẻ nhất cũng phải là trăm mấy rồi phải. Chỗ rẻ nhất có quyền, chú có quyền làm. Có nhiều khán giả nói mình là tối để là bốn gốc tiền cày. Mình nói chung là mình ta có cúng nhiều quá thì mình đốt nhiều cho. Tại vì đỡ nào sao nên cho luôn anh giờ. Làm như vậy đó mọi người. Quên hết rồi. Tại vì cho đỡ hao á cô. Đúng rồi. Còn có cái bông vàng không? Để cái bông vàng không nó đẹp. Bông tím là cái màu buồn, màu thủy chung. Còn bông vàng là cái màu rực rỡ, màu rồi đi rồi. Không mấy cái này châm lại là ngon lắm mấy. Cái này tiền không á cô, không đơn giản đâu. Cái chậu cũng tiền không á. Cây cũng tiền không nữa, về châm lại. Không. Châm tụi bay đổ ra coi nó thích thuốc không à. Về châm hơi bị phê. Mấy nhà vườn nó khoái cái này lắm. Cái chậu này là cũng mười mấy triệu chứ hết hả? Bây giờ sao cô làm kéo nhổ ra có gì đâu. Nhổ ra rồi mình cái kéo cắt như cái sớm nó cứng ngắc à. Cần làm. Nó cắm sao nữa. Vậy nó cắm sao á? Không có rễ sao? Không có, nó rễ không? Bỏ vô. Cắm vô đúng không? Là mấy cây nhỏ là dẹp hết để mấy cái này để làm chi nữa, nó xấu cái bông vàng nữa không? Lấy ra cái bông vàng đẹp rực rỡ liền. Tàn hết rồi. Trời ơi, một ngày nay mà nó héo như vậy thì tội chỗ đụng cái rụng trời. Nó nắng quá rồi cô ơi. Cái thiệt, tội ghê không? Cây thiệt để ở đây không chịu nổi đâu. Không chịu nổi. Chỉ có cây giả quả mai nó còn chống cự được một thời gian. Mấy cây này mấy cây giả nè ơi. Mấy cây giả. Có cái chị kia chị đòi suối kia. Xuống đâu? Có người Bình Phước nào? Xuống dưới ok, rồi xỉu dưới nữa, có nhiều người xuống dưới xỉu luôn, thôi can đi. Đành người luôn á. Nãy thằng này xuống sau cùng nè, tao với chú này đi về là. Em vô cái em đứng. Em vô tới đâu? Động em luôn. Vô tới đâu? Vô luôn, vô trong cái trong luôn mà đứng nhìn thôi. Mà mày đâu có dám vô cái nhà đâu. Mày đâu có dám vô cái nhà. Vô cái nhà tao mới sợ. Con đâu vô nhà, con vô cái nhà cô mới sợ. Nãy cô có vô nhà đúng không? Cô vô nhà đang quen. Lạnh người ghê, lạnh thiên sống luôn, em không sợ ma. Tại vì 12 giờ tối còn đi mộ được mà sao vô cái chỗ đó sao lạnh người lạnh thiên sống luôn. Mà chỗ mà sát cái bờ tường. Vô nhà mà cửa vô nhà luôn hả? Không, chưa vô nhà mới đứng ngoài. Đứng ngoài mà lạnh rồi hả? Ờ. Tại nó cứng đơ luôn, tại tê luôn. Mới tới là trước thôi là anh nhỏ với gà anh chạy đi trước bỏ cô Loan lại. Vô mở cửa nó bỏ tao luôn, chạy mất tiêu mất dép luôn. Nó nói trời ơi con lạnh không, mất luôn đi con. Hay nha, cái tay em tê luôn á. Đúng rồi anh đó thì ra ngoài luôn, đó gì ở ngoài luôn đâu dám vô nữa. Cái hỏi tao cứ vô đi không sao đâu. Ồ mô Phật. Cắm ở đây đi hả? Vô mà không sao. Mà nào vô làm sung nó nằm mở cửa mình ơi. Sung nó vô mở trước tao đó chứ. Mở cửa cho mày sung. Vậy đó. Vô tao nói cho mày sung này nha. Sao lạnh người hả? Anh này đi với cô là còn thấy không sợ. Con đi mình thì mới sợ. Sáu cây sao nó chực lên xíu. Sáu trái. Sáu người là sáu cây đúng rồi. Còn thiếu hai người. Bốn người chứ. Quay lại vô vô đó. Khắp vô. Lạnh sao ở chút có biến, tụi bay kỳ rồi, ta cứ ghét tụi bay. Biến cái đầu tụi bay. Vậy. Chị đánh đó luôn á. Suốt ngày nó cứ nói có biến hoài, con không biết biến gì hết đó. Trời ơi. Suốt ngày có biến, tao không biết biến gì nữa trời. Là nó biến luôn á. Nó biến biết tụi bay cùng. Nhưng mà không có cái thằng kia nó la. Ông trời ông chuyển mưa nó la, ông trời nổi giận, nó nổi giận cái đầu mày á. Hết chuyện nó ông trời nổi giận. Trời nắng thì sao cô? Ô cây sen đá. Ôi sen đá ngon á, sen đá. Không về ương nó lại được mà. Ô giòn cái. Ô cây đô la đó.
Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, trời luôn. Em lấy cho anh Năm. Trồng lan này mà bên trong biết chăm sóc là trồng lại được đó. Được. Chăm hơi bị phê, nó tốn tiền nhiều lắm. Mua sắt dừa, mua chậu được tùm lum. Cái người biết chăm hoa mới làm được. Ủa tuyệt vời. Không có cái này về lan rồi. Rồi, bỏ cái mút đó ra luôn. Bỏ rồi, 50.000 đô. Trời ơi, nhẹ hiệu ta. Ủa sao chậu nhẹ như vậy? Chậu bằng mũ, làm bằng gì mũ, vậy? Bằng mũ. Mũ giấy vậy hả? Hàng chi á, nó nhẹ hiệu. Mũ, hàng chi nãy cô dở nó lên cái một. Cái xe qua vô đốt ngang cái đó, không có được phép đâu. Vô đốt, cấm động. Vô đó mở cửa là phải xin. Hả? Nghĩa là tính 6 người thôi. Tính 6 người đốt thôi. Mình đốt 6 người thôi, không có đốt mấy người kia. Nhớ cho cái đâu có 4 người kia nữa. 1 cây, rồi đốt tính số đó 6 người thôi, mình không có quen biết ai đâu, đốt 6 người thôi. Vô cái mới vừa đốt 6 người cái nhớ trực. Ra đốt thiếu đêm phải 4 cây. Vừa vô tính vô đốt cái tự nhiên vô tới cửa lạnh đi ra luôn. Chạy luôn bỏ cái loan lại. Chạy ra ngoài luôn. Quá trời ác, nó vô mở cửa bỏ tao đi luôn. Vô làm xung lắm nha, mở cửa đầu tiên luôn. Vô làm ghê lắm nha, gọi mở cửa đông luôn. Làm như xung lắm à. Anh chạy có cờ. Có lạnh không cô? Không, bình thường. Bình thường không? Có gì đâu. Vậy nãy anh vào chở hả? Ừ. Đi xuống đó. Đây kéo cắt đó.